왠지 쌉싸해. 근데 또 달콤해. 내가 지금 달 초콜릿을 먹고 있는지. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel Beauty in Your Way trong chuyên mục Trip File. Nếu như là tập 1 của Trip File thì mọi người đã biết cách làm sao chúng ta mua được sản phẩm skincare high end với một mức giá rất là tiết kiệm, thì tập 2 này Trip File sẽ giới thiệu cho mọi người những cái sản phẩm full size có giá rất là rẻ nhưng mà chất lượng đồng thời cũng rất là tốt nha. Mọi người đã follow Instagram của Beauty in Your Way chưa? Nếu mà rồi á thì chắc chắn là mọi người đã xem được cái Insta story mà Sa nói là Sa đã tìm được dupe của Anastasia Beverly Hills Brow Fit với một cái giá rất là rẻ. Còn nếu mà chưa á là mọi người phải follow liền nha, bởi vì những cái sản phẩm mà Sa mới vừa mua hay là mới vừa thử gì đó thì Sa đều nhá hàng ở trên Instagram hết. Và khoảng một thời gian rất là lâu sau á thì Sa mới bắt đầu quay video. Và sản phẩm mà dupe của Brow Fit mà Sa muốn nói tới nó là cây Eclipse Natural Slim Fit O2 Eyebrow. Cái cây này Sa mua với giá là 110.000 ở trên sky007.vn. Thì lúc đầu Sa mua chỉ vì Sa tò mò và Sa muốn thử thôi, tại vì giá thành của nó cũng rất là rẻ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà mình sử dụng á thì mình thấy là cái chất lượng của nó cũng không hề thua kém cái Anastasia Beverly Hills Brow Fit là bao. Khi mà Sa cầm trên tay như vậy á thì mọi người đã thấy là cái size sản phẩm của nó đều rất là tương đồng với nhau rồi. Và hai cái sản phẩm này nó đều có hai đầu hết. Một đầu là cái gel chì rất là nhỏ như thế này, và một đầu còn lại thì nó là một cái dạng chuốt, là một cái cọ để mình chuốt tán đều một chân mày hơn. Thì về cái design của nó, Sa thấy nó rất là giống nhau. Nhưng mà mọi người biết là nếu như mà mọi người mua Anastasia Beverly Hills Brow Fit á thì cái giá tiền mà mọi người phải bỏ ra là nó tầm hơn 400.000, 400 mấy Sa không nhớ rõ. Nếu như mà mọi người mua set thì nó sẽ rẻ hơn một chút, nhưng mà cũng nằm đâu đó giá 380, 390 gì đó rồi. Thì một giá thành rất là đắt. Với cái giá tiền đó thì mọi người có thể mua được 3-4 cây của Eclipse rồi. Thì cái cây Eclipse này nó có 3 màu, và bởi vì sau khi mà dùng cái cây này thích quá thì Sa mua cả cái 2 màu còn lại của nó luôn. Bởi vì Sa thì không có nhất thiết là phải mua cái chân mày nó giống như là màu tóc, mà thỉnh thoảng là Sa cũng muốn là mình make up theo một cái phong cách nào đó thì mình có thể thay đổi được cái màu chân mày đậm nhạt hoặc là nâu hay là đen gì đó, thì Sa mua nhiều màu để Sa tích trữ. Thật lòng á, mình nói với Sa bỏ ra một số tiền rất là đắt để mua một cái cây brow fit như thế này á, về nhà kẻ vài lần là nó hết liền à. So với Sa mua cái Deep Pomade á, là cái gel của Anastasia Beverly Hills á, thì cái giá thành của nó cũng tầm 400 mấy, nhưng mà về nhà mình kẻ cái dạng gel nó lại được rất là lâu. Cho nên là khi mà quyết định mua lại cây này hay không á thì Sa nghĩ là chắc là mình sẽ tìm được một cái nào đó mà nó đúp nó rẻ hơn. Thì mọi người hay khen cái cây NYX Micro Eyebrow á thì nó cũng khá tương tự với cây này, nhưng mà giá thành của nó thì còn đắt hơn cái clip này nữa. Thì Sa nghĩ là chắc là Sa sẽ tìm được một sản phẩm nào đó ở Hàn Quốc nó có cái chất lượng tương tự, thế là Sa thử cái cây này luôn. Nhưng mà cũng may mắn cho Sa là bởi vì cái chất lượng của nó cũng khá là tốt. Thì lúc mà mọi người mua cái cây này với cái giá 101 á thì nó không phải là cái cây không, mà nó có cái hộp ở bên ngoài nữa. Nhìn nó cũng khá là tinh tế và cũng dạng là khá là sang chảnh so với cái giá tiền mà mọi người bỏ ra. Thì Sa mua ở đây là Sa đang dùng ở trên chân mày của Sa luôn, là cái màu này là màu grey brown. Nhận xét của Sa mà so sánh hai cái này với nhau á thì cái cây Eclipse này nó hơi bị cứng hơn một chút xíu thôi so với là Anastasia Beverly Hills. Nhưng mà đó là cái cảm giác mà mình mới dùng vài lần đầu thôi. Sau khi mà mình dùng quen rồi và cảm giác là cái chì này nó cũng mòn dần vào trong á, thì cảm giác là nó mềm, nó không khác gì là Anastasia Brow Fit luôn. Và một cái điểm quan trọng nữa mà để Sa lựa những cái sản phẩm mà kẻ chân mày á, đó là cái độ bám phải rất là tốt. Tại vì mọi người biết là khi mà chúng ta kẻ chân mày á thì ở cái vùng mà đặc biệt là nhiều lông như vậy nè, nó tiết rất là nhiều mồ hôi và nó rất là dễ lem nhem, rất là dễ chảy. Thì Sa dùng cái cây này độ bám của nó cũng rất là tốt. Nó tầm từ 7 tới 8 tiếng nếu như là mọi người đi ngoài đường á. Còn nếu như mà mọi người chỉ làm việc theo dạng văn phòng được thôi thì có như là suốt ngày luôn, nó cũng không có vấn đề gì cả. Thì Sa nghĩ là mọi người rất là nên mua cây này, bởi vì giá thành của nó thì rẻ hơn rất là nhiều so với Anastasia Beverly Hills, mà cái chất lượng của nó cũng rất là tốt. Và đặc biệt là bởi vì là nó là một cái sản phẩm mà đã có công ty ở Việt Nam rồi á, thì mọi người lên trên mạng mọi người đặt mua một cái là có thể ship về nhà luôn, chứ không phải là đợi order như những cái hàng khác nữa. Ta-da! Xong sản phẩm thứ nhất nha.
một cái sản phẩm gần đây Sam mua mà Sam cũng rất là thích, đó là cái Mizone Water Volume Extreme này của hãng Mizone đến từ Hàn Quốc. Thì mọi người chắc là cũng biết Mizone rồi, tại vì trước đây thì nó có cái kem Oxen á, cũng rất là tốt, bởi vì mẹ Sam dùng cái đó thì hết nám và hết những cái vấn đề về lão hóa luôn. Thì dạo gần đây Sa thấy nó bán cái em này với một mức giá rất là rẻ ở trên web. Mọi người cũng biết là Mizone á thì nó hay để một cái giá rất là cao, sau đó lúc này nó cũng bán ở một cái mức giá gọi như là nó sale rất là rẻ. Thì cái này cái giá mà nó sale rồi là 9.000 chứ trong quên, tính ra là chưa tới 200.000 tiền Việt. Thì Sa mua cái hũ này nó là 230ml. Lý do mà Sa mua cái em này á là mọi người cũng biết là vào mùa hè thì rất là nóng, nhưng mà da thì thiếu ẩm, cho nên là Sa cần một cái loại có kết cấu nhẹ giống như là dạng gel vậy đó, mà nó vẫn dưỡng ẩm được cho da của mình. Thì cái Mizone này nó vừa nhiều, nó vừa to, mà nó là một cái gì đó rất là khác so với những cái gel lô hổ hay là gel tre mà trước đó mình dùng á. Thì lý do mà Sa rất là thích cái bạn này á là bởi vì nó không có bị rít như là gel lô hổ. Và cái gel tre khi mà bôi lên da thì cũng rất là mát và rất là ẩm, tầm vài phút thì nó khô ngay thôi mọi người, nhưng mà khi khô lại thì nó lạnh lạnh cái da của mình và cảm giác nó rất là mướt á, chứ nó không có bị rít. Còn những cái gel tre sau khi Sa dùng thì cứ cảm giác là nó rít rít, nó nhờn nhờn, cảm giác rất là khó chịu. Thì cái em này thậm chí là sau đó Sa dùng để làm kem dưỡng ẩm và làm mặt nạ ngủ cũng cảm giác dùng ok lắm luôn. Thế nên là bạn nào mà không có cái ngân sách nhiều trong cái khoản skin care mà mọi người muốn tìm một cái sản phẩm cấp ẩm mà giá rẻ thì Sa nghĩ là cái Mizone này nó cũng rất là hoàn hảo. Thì em Mizone này nó còn có một cái bộ mặt nạ nữa, nhưng mà hình như cái bộ mặt nạ đó nó hơi đắt tiền một chút, cho nên là Sa không có bỏ vào video này. Thì cái sản phẩm này Sa nghĩ là da nào cũng dùng được, đặc biệt là Sa nghĩ là những cái bạn da dầu á mà muốn tìm một cái sản phẩm vừa thoáng nhẹ nhưng mà lại cấp ẩm cho da thì cái này cũng rất là thích hợp. Vậy nên là mọi người có thể tham khảo thêm em này khi mà muốn tìm một cái sản phẩm dưỡng trong hè này nha. Sa biết hè là cái dịp mà mọi người có rất là nhiều ý tưởng về make up, cũng như là các bạn học sinh sinh viên á, khi mà mọi người được nghỉ thì chúng ta có rất là nhiều dịp đi chơi và cần phải make up gì đó rất là đặc biệt. Thì đặc biệt trong hè này mọi người có thấy là một cơn sốt đang lan tỏa rất là mạnh mẽ không? Đó là cơn sốt ánh kim. Nhưng mà khoan nha, sản phẩm mà Sa muốn nhắc tới không phải là son của L'Oreal Paris đâu, mà là kẻ mắt dạng kim tuyến của BBR. Sa thấy cái cây này nó ở trên web hàng trước là rất là nhiều chị boss nói về cây này và thấy cái chị ấy make up mắt rất là đẹp với cái cây này á. Thì Sa đợi mãi thì mới thấy là Sky 007 Việt Nam nhập về, thì Sa đã đặt mua hết 5 cây. Thì ở đây Sa có 5 màu, tí nữa Sa sẽ swatch ra cho mọi người coi hết những cái màu đó ở trên tay. Thì cái kẻ mắt kim tuyến thì chắc là mọi người cũng thấy là nhiều hãng có rồi, nhưng mà lý do mà Sa đặc biệt kết cái em này á là khi mà mọi người kẻ thì nó sẽ ở dạng kim tuyến thôi. Đây như thế này thì nó sẽ là ở dạng kim tuyến như vậy thôi. Nhưng mà sau khi nó khô lại á thì mọi người có chà kiểu gì á nó cũng không có bị chảy những cái kim tuyến này ra chỗ khác, nó khô lại cho nó luôn. Thì Sa đã make up với cái em kim tuyến này để đi những cái buổi event về sự kiện làm đẹp gần đây á, thì Sa kẻ nó thành một đường eyeliner chồng trên cái đường eyeliner đen á. Thì rất là nhiều chị hỏi mình là đã dùng sản phẩm gì, bởi vì cái này nó rất là đẹp và những cái màu của nó cũng là những cái màu mà Sa gọi là thời thượng, những cái màu hot trend gần đây á, thì nó rất là dễ cho mọi người make up. Nó không phải là kiểu xanh đỏ tím hồng hồi xưa xến xến đâu, nó là những cái màu mà nhìn rất là mới và rất là thu hút luôn. Và mọi người có thể là kẻ những cái màu này lên trên cái make up của mình. Thì so với những cái make up màu đồng hay là màu hồng màu đỏ gì đó thì những cái màu này chắc chắn là trong năm màu này sẽ có một cái màu đó phù hợp để mọi người kẻ lên. Thì Sa nghĩ đây là một cái sản phẩm rất là đáng mua, bởi vì chỉ cần mọi người chỉ cần mua một cây thôi thì không chỉ cười kẻ mắt không, mà mọi người có thể dùng nó để mọi người vẽ những cái kiểu glitter tattoo, hoặc là mọi người dùng để phủ nhẹ lên trên lớp son của mình thì nó cũng rất là đẹp. Sa nghĩ đây là một sản phẩm rất là đáng có trong hè. Giá của nó là 140.000 cho một cây kẻ mắt như vậy, thì Sa nghĩ giá thành nó rất là bình dân, và đảm bảo là mọi người mua một cây như vậy thôi thì mọi người có thể dùng được 1 năm hay là 2 năm gì đó luôn á. Tiếp nối những cái sản phẩm make up á, thì ở đây Sa có mascara Push Up Drama đến từ Maybelline New York. Thì cái cây này nó là 205.000 ở trên Lazada và ở trong các siêu thị á.
thì cái cây này sẽ được Maybelline New York tặng. Nhưng mà không phải là hãng tặng nên là mình khen cái cây này đâu, mà là mọi người biết là những cái cây mascara của Maybelline á thì được các chị khen rất là nhiều rồi. Và thường là những cái đầu chuốt mà nó dạng cao su như thế này nè mọi người, thì mọi người phải bỏ ra một số tiền rất đắt để mọi người sở hữu những cái cây như là Benefit Daryl Mascara hay là cái cây Run Up gì đó, thì nó rất là đắt, nó tầm 600 mấy 700 nghìn. Nhưng mà với Maybelline thì mọi người có thể dễ dàng mua cây này với cái giá rất là rẻ thôi. Và đặc biệt á là Maybelline thì khi mà mọi người ra siêu thị á thì ở cái phân khúc thị trường châu Á họ hay để nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, là mọi người sẽ thấy cái chữ là Made in China. Nhưng mà cái mascara này á thì nó là sản xuất ở USA luôn, tức là ở Mỹ. Thì cái chất lượng mà mọi người dùng mascara ở Việt Nam của chúng ta này, khi mà chúng ta ra siêu thị chúng ta mua, nó cũng sẽ không có khác gì so với những cái cây mascara Push Up Brahma mà các chị beauty blogger Tây Mỹ dùng cả. Cho nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái này. Thì cái cây mascara này khi mà Sa dùng á, cái điểm mà Sa thích nhất luôn á, hơn mọi cái loại mascara Sa dùng trước đó, thậm chí là của Benefit Daryl luôn, là nó nâng mi của mình rất là tốt. Nâng mi ở đây tức là lông mi của Sa vốn dĩ nó khá là ngắn mà nó cũng không có đen á, thì khi mà chuốt cái cây mascara này lên nó khiến mi mình dài hơn và nó có cái chiều cong á, nhìn rất là đã. Sa không có cần dùng thêm mi giả nữa, tại vì Sa là một người khi mà make up mình rất là ghét gắn mi giả, nó cứ hay bị bung và nó cảm giác nó rất là nặng và nó chọc chọc vào mắt á, nó khá là khó chịu. Thì cái cây mascara này nó giống như là một vị cứu tinh của Sa vậy đó. Còn nếu mà có trừ hay là có chê một cái điểm gì đó thì Sa nghĩ là nó hơi nặng mi, bởi vì nó chuốt mi mình đen và dày hơn rất là nhiều á, thì nó cũng sẽ hơi nặng mi một chút. Nhưng mà Sa tin chắc là cái cảm giác đó nó vẫn dễ chịu hơn rất là nhiều so với cảm giác mà mọi người phải gắn cái mi giả lên á. Cho nên là nếu như mà mọi người cũng ở trong cái cảnh ngộ giống như Sa, hay là mọi người muốn tìm một mascara nào đó mà nó thiệt là ảo diệu trong hè này á, thì Sa nghĩ là cái cây Push Up Brahma này của Maybelline New York nó sẽ giúp được cho mọi người. Một cái sản phẩm make up mà Sa đã viết không biết bao nhiêu bài để khen ngợi, cũng như là đã tổ chức giveaway cho mọi người rồi, đó là cái Eclipse Powder Pack này. Thì Sa đang sở hữu cả 3 phiên bản của cái Eclipse này. Và mọi người thấy có thể là nó rất là cũ, bởi vì cái này là Sa mua một lần và Sa dùng nó cũng được rất là lâu rồi, hình như là 7-8 tháng gì đó. Và nếu như mà mọi người coi cái video mà ngày xưa Sa collab với chị Amy trong những cái sản phẩm yêu thích trong năm 2016 á, thì mọi người sẽ thấy cái sản phẩm này. Thì cái em phấn này giá của nó ở trên website là 145.000 cho một bản phấn như vậy. Và khi mà mua như vậy Sa cũng không biết là bao giờ mọi người mới phải mua lại, bởi vì nó dùng được rất là lâu. Thì trong mỗi hộp phấn như vậy là nó đã có kèm một cái bông mút rồi, nhưng mà Sa thì không có thích phủ phấn bằng mút á, thì Sa hay dùng bằng cọ. Lý do mà Sa rất là thích những cái bản phấn này là hạt phấn của nó thực sự là nó rất là mịn á. Khi mà Sa đánh lên trên mặt của mình á thì cảm giác như là nó tiệp vào da luôn, và nó không có bị cộm cái hạt phấn lên. Tại vì Sa rất là sợ những cái hạt phấn mà khi mà đánh lên những cái vùng mũi hay là vùng mắt á, nó bị cộm thành hạt, nhìn cái make up của mình nó sẽ nhìn rất là lộ và rất là khó chịu, kém tự nhiên. Thì Sa nghĩ là cả ba cái phấn này á, nó không có khác nhau nhiều đâu. Có chăng là cái chức năng của nó sẽ hơi khác một chút. Thì cái này nó sẽ nghiêng về cái tính năng là kiềm dầu, là cái màu trắng Orchid Powder Pack. Còn nếu như là mọi người muốn một cái loại phấn phủ mà có màu á, cũng như là nó chỉ phủ lên để nó cố định lớp make up của mình thôi, thì mọi người sẽ dùng cái Pearl Powder Pack này của Eclipse, cái màu đen. Thì cái phấn này đặc biệt là nó sẽ có tông nữa, hình như là tông 21, 22, 23 gì đó. Thì nó sẽ có hai tông, một tông sáng và một tông trung bình. Còn tiếp theo là cái Cloud Powder Pack này, thì Sa đặc biệt rất là thích cái này, bởi vì thật sự luôn là khi mọi người nghe phấn phủ mà nó có cái độ ánh á, thì mọi người rất là sợ là khiến da mình nhìn trông bị bóng nhảy, hay là nhìn da mình nó sẽ kiểu nhìn nó bị nhờn. Nhưng mà cái phấn phủ này khi mà Sa phủ lên á, thì nó phấn phủ của nó là một cái màu hồng rất là nhẹ, phủ lên thì nó trong suốt, nhưng mà nó lại tạo cho mình những cái độ ánh nhìn rất là khỏe, rất là hồng hào ở những cái vùng như là sống mũi và ở những cái vùng gò má. Mọi người có thấy là những cái chị Tây á, chỉ make up xong nhìn da rất là tự nhiên và da có cái độ bóng rất là khỏe không? Sao không nói những cái bạn mà dùng highlighter quá là lộ nha. Thì ở cái trường hợp mà make up theo phong cách natural á, thì Sa nghĩ là cái phấn này nó sẽ
đáp ứng được cái tiêu chí đó, bởi vì nó nâng những cái ưu điểm của làn da của mình á, những cái vùng cao như là sống mũi hay gò má rồi nó nâng lên với một cái độ ánh rất là tự nhiên, rất là đẹp và mọi người không cần phải dùng tới highlighter. Thì Sa nghĩ là ba bạn phấn này là những cái mà mọi người sẽ rất là cần trong hè, bởi vì nếu như mà mọi người da dầu thì cái phấn phủ kiềm dầu này nó cũng sẽ phủ rất là tốt. Hai cái này thì nó sẽ hơi không có màu gì một tí, còn cái này thì nó sẽ có cái màu phủ lên da của mình. Cái này thì gần như là trong suốt, còn cái này thì nó, mọi người mở ra thì nó là màu hồng, nhưng mà khi phủ lên thì nó cũng dạng trong suốt, nó chỉ hơi ánh hồng rất là nhẹ để tạo cho da mình cái độ bóng khỏe khoắn thôi. Sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm tẩy trang dạng micellar nhưng mà rất là lạ, đến từ Pháp và có cái giá thành rất rẻ. Ta-da! Chào mừng mọi người đến với Corinne The Farm. Thì Sa chắc chắn mọi người thấy cái này rất là lạ. Một điều nữa là nếu mà bạn nào đã coi Instagram của Sa rồi thì chắc chắn mình đã thấy bạn này rồi. Thì cái này Sa mua với cái mục đích là trải nghiệm là chính, nhưng mà sau khi dùng thì kiểu giống như là mình bị ghiền luôn á. Mọi người có tin được là chai này nhìn rất là to bự, giá là có 145.000 thôi, thể tích của nó tới 150ml lận mọi người. Và hẳn là đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy cái dạng tẩy trang dạng nước micellar mà nó lại thuộc cái dạng bọt nữa. Nó rất là hợp cho với những cái người lười như mình á. Tại vì khi mà Sa lười thì Sa chỉ muốn là kiểu thật nhanh gọn lẹ thôi. Thì về nhà chỉ cần xịt kem này ra tay á và mình massage đều toàn mặt của mình. Tại vì nó là dạng bọt thì nó cũng khá là giống sữa rửa mặt rồi. Thì chúng ta xoa đều như vậy thôi là cảm thấy da rất là sạch, mọi cái makeup hay là kem chống nắng rồi nó đều trôi hết. Thì những cái hôm đó Sa chỉ cần rửa mặt lại và leo lên giường ngủ là xong, chỉ cần một bước nhanh gọn lẹ thôi. Thì đối với những bạn mà chỉ dùng kem chống nắng hay là mọi người chỉ makeup rất là nhẹ thì Sa tin là sản phẩm này nó vừa rẻ, nó vừa lợi hại mà nó vừa kiểu rất là tiết kiệm thời gian cho mọi người. Và Sa cực kỳ thích cái mùi hương thơm của cái này luôn. Khi mà mình xoa bọt trên mặt thì ngửi cái mùi này thôi thấy nó cũng rất là thư giãn. Cái chai này Sa nghĩ là mọi người có thể mua online ở trên trang của Corinne The Farm Việt Nam, hoặc là mọi người có thể mua trực tiếp ở những cái nhà thuốc hoặc là những cái siêu thị. Thì cái thành phần của em này nó cũng chiếm tới 95% là cái thành phần tự nhiên, cho nên là Sa tin chắc là cái sản phẩm này nó cũng rất là thích hợp cho những bạn mà có làn da nhạy cảm. Thì sau khi mà Sa thử cái chai này Sa quá thích rồi á, thì Sa tiếp tục là Sa mua thêm nhiều cái sản phẩm khác của Corinne The Farm nữa. Lý do là mình không mua một lần á là bởi vì mọi người biết là Sa đã thử rất là nhiều cái sản phẩm mà dạng double như vậy á, người ta gọi là double cleansing, tức là nó vừa tẩy trang mà nó vừa là sữa rửa mặt luôn. Thì Sa dùng cái dạng nó giống hơi giống dầu cái chai màu tím á, của The Face Shop, thì Sa dùng nó bị rít và cảm giác nó không có sạch á. Và nên là mình cũng rất là sợ khi mà thấy em này, cũng như một phần là giá thành của nó rất là rẻ, nó làm cho mình có một số hoài nghi nữa. Thì khi mà thử em này xong thì mới có cái gì đó gọi là thuyết phục, thì Sa mới mua tiếp những cái sản phẩm còn lại. Tiếp theo của Corinne The Farm thì Sa mua cái dạng gel này. Nó là bình 500ml nhưng mà chỉ có giá là 299.000 thôi. Và chắc là mọi người cũng ngạc nhiên bởi vì cái này nó cũng là micellar water luôn, nhưng mà nó thuộc ở cái dạng gel. Thì ở cái dạng gel này lúc mà Sa dùng thì Sa thấy nó cảm giác rất là mát và rất là dễ chịu, khi mà mình massage thì cảm giác nó rất là thư giãn á. Nhưng mà cái này thì nó sẽ không có được cái chức năng là kim luôn rửa mặt như là cái dạng bọt. Thì mọi người tẩy trang với cái này xong mọi người vẫn phải dùng thêm sữa rửa mặt ở sau đó. Thì cái này là hãng nói là có thể là dùng không cần rửa lại với nước, nhưng mà cái lúc mà Sa để gel không thì Sa cảm thấy nó rất là rít. Bắt buộc là ngay mà khi mình tẩy trang xong á là mình phải rửa nước lại ngay, tại vì cảm giác của cái này nó khá là rít á. Nhưng mà giá thành của nó cũng khá là rẻ. Sa nghĩ em này sẽ thích hợp cho những cái bạn da dầu và mình làm việc ở ngoài môi trường nắng nóng nhiều á. Khi về nhà các bạn tẩy trang thì các bạn muốn một cái loại nào đó thật là mát, cảm giác thật là đã, thì các bạn có thể mua cái chai này. Giá thành của nó cũng rất là rẻ và đương nhiên là nó cũng có thể dùng cho da nhạy cảm được, bởi vì cái thành phần của nó vẫn là 95% thành phần tự nhiên. Cũng là micellar water nhưng mà ở một cái dạng khác nữa, thì ở đây Sa có cái dạng là lotion. Thì cái lotion này nó sẽ thích hợp cho những bạn mà da kiểu siêu nhạy cảm, hoặc là da bạn có rất là nhiều mụn, bạn muốn tìm một cái loại nào đó vừa tẩy trang mà nó lại rất là dịu nhẹ cũng như là cấp ẩm cho da của mình.
thì các bạn có thể mua cái chai này. Cái chai này cũng rất là rẻ, nhìn to hoạch vậy thôi nhưng mà có 145.000. Và cái chai này chắc chắn là mọi người sẽ dùng được rất là lâu, bởi vì nó là 200ml. Và cái chai này thì nó có tới 97% là thành phần thiên nhiên. Cho nên là những cái bạn mà có nhiều mụn, đặc biệt là những mụn bọc hay cái gì á, thì các bạn rất là nhạy cảm cái việc mà dùng bông để vuốt, để lau, tẩy trang, thì mọi người có thể dùng kem này. Bởi vì sao biết là da mụn thì các bạn vẫn phải dùng kem chống nắng mà, cho nên là mọi người có thể dùng em này. Em này thì khi mà sao dùng sao cảm thấy rất là thích, tại vì da mình vốn dĩ là nó rất là dễ khô và mình rất là ghét cái cảm giác mà rít rít sau khi tẩy trang á, thì cái bạn này không bị, dùng rất là mướt mát luôn. Nếu mà gọi có một điểm trừ nào đó cho em này thì sao không có điểm trừ nào cả. Có chăng là mình thích dùng cái dạng bọt hơn, là bởi vì nó nhanh hơn và những cái hôm mình lười á thì nó tạo cho mình cảm giác là rất là nhanh gọn lẹ. Sao nghĩ là giữa em này với cái dạng bọt, thì bạn nào thích những cái mà kiểu như là kỹ lưỡng thì mọi người có thể mua chai này. Còn nếu như mà mọi người kiểu thích nhanh gọn lẹ thì có thể mua cái chai dạng bọt kia. Son thì chắc chắn là mọi người đã thấy Sa swatch và review rất là nhiều rồi, cho nên là trong cái video này Sa sẽ không nói lại những cái bạn son mà mình đã swatch và review trước đó, mà những cơ hội đó cho cái bạn son BH Cosmetics này. Nó là son dạng kem lì của nhà BH Cosmetics, giá ở trên web là $4, tức là chưa tới 100.000. Thì lý do mà Sa thích cái bạn này á không phải là cái chất kem của nó, thật sự thì nó là cái chất chuẩn kem lì nhưng mà nó cũng không có hơn Colourpop là bao, tức là khi mà bạn dùng lên thì nó cũng khá là nhanh khô, cũng như là khi mà bạn môi bạn hơi nhiều vảy nó cũng sẽ bị lộ cả vảy môi, bị lộ cả vân môi, cũng như là cái chất này theo Sa nhận định thì nó cũng hơi khô môi một tí á. Nhưng mà cái việc mà Sa thích cái em này hơn Colourpop là Colourpop mặc dù nó có rất là nhiều màu nhưng mà để tìm những cái màu thực sự đất, thực sự tay á thì Sa tìm không nổi. Nhưng mà BH Cosmetics thì chỉ cần tìm phát là ngay luôn. Thì cái màu này chắc là Sa sẽ tìm lại cái hộp của nó rồi sẽ để màu cho mọi người, tại vì ở trên cái thân hiện này thì nó không có ghi màu. Nhưng mà cái màu này Sa rất là thích, bởi vì đánh lên nó là một cái màu nude rất là hợp với tông da châu Á. Nó là một màu kiểu khá là nhiều cái tông mauve và đất á mọi người, cho nên là dùng lên nhìn nó tây nhưng mà nó không bị làm xỉn da hay là làm ố cái răng của mình đi. Và cái màu này thì chắc chắn là mọi người không có tìm được ở những cái cây Colourpop kia. Thì BH Cosmetics có một điểm nữa mà Sa không thích, đó là cái đầu cọ của nó. Cái đầu cọ khi mà mọi người tán nó hơi bất tiện trong cái việc mà kẻ khuôn môi, nhưng mà bù lại là cái mùi và cái chất của nó gọi như là cũng khá là dễ chịu, chứ không phải là những cái mùi gắt hay là quá nồng. Thì Sa nghĩ là cái BH Cosmetics này nó sẽ là một cái gợi ý cho bạn nào mà muốn tìm một cái cây son kem của Mỹ giá thành bình dân mà có những cái màu rất là tây, thì ở tầm giá ngang với Colourpop thôi thì mọi người có thể mua em này BH Cosmetics, bởi vì cái màu của nó rất là đều và đẹp. Một cái sản phẩm mà Sa cũng thích dạo gần đây đó là BBA Lash Corrector. Thì thường những cái mà bảng màu như thế này á, mọi người sẽ thấy ở dạng sáp và ở trong cái palette nhiều hơn. Thì một cái sản phẩm giá rẻ đó là của bảng Catrice của Đức, thì tầm đâu 100 mấy nghìn á mọi người có thể mua. Nhưng mà khi Sa dùng cái bảng đó thì Sa thấy nó hơi bị bột nhiều, thế nên là khi mà BBA ra cái này dạng lỏng á thì Sa rất là thích để thử, cho nên là Sa đã mua. Thì Sa mua cả ba màu, thì mọi người có thể thấy là ở đây có màu tím, màu xanh lá và màu gọi như là khá là giống màu da, màu beige. Nhưng mà cái này là một màu beige mà nó có thêm sắc tố đỏ mọi người. Thì nhìn thường thì mọi người sẽ không thấy và mọi người sẽ thấy là nó hơi đậm hơn màu da của mình. Nhưng mà cái màu này rất là thích hợp để mọi người dùng cho cái vùng che khuyết điểm dưới mắt á, che những cái quầng thâm hoặc là nếp nhăn. Thì cái kem che khuyết điểm này nó dạng lỏng và Sa cũng rất là thích là cái kết cấu của nó rất là mỏng và nó cũng dạng như là nó không bị khô, không bị đặc quá. Khi mọi người bôi ở những cái vùng nhạy cảm như là dưới mắt á, thì mọi người tán nó rất là dễ đi, mọi người tán nó rất là dễ đều đẹp. Thì cái cây corrector này giá của nó cũng tầm đâu 100.000 thôi. Thì Sa nghĩ những cái bạn nào mà thích học hỏi thêm về những cái makeup chuyên nghiệp, hoặc là các bạn sẽ thích học những cái mà về che khuyết điểm bằng cách là điều hòa lại các sắc tố màu á, thì mọi người sẽ muốn thử cái dòng này. Thì cái dòng màu xanh này nó sẽ dành cho những cái đốm mụn đỏ hoặc là những cái vùng da không đều màu mà có sắc tố đỏ nhiều á,
thì mọi người sẽ dùng màu xanh lá. Màu tím này mọi người sẽ dành cho những cái vùng mà nó gọi như là nó hơi bị thâm, bị mụn, hoặc là những cái vùng mà nó không được hồng hào, không được đều màu lắm thì mọi người sẽ dùng màu tím. Thì tính ra cả ba màu này sao mua với tầm hơn 300.000 thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó thực sự rất là tốt. Khi mình blend nó rất là dễ blend, rất là dễ tán với nhau, và khi mà nó bám nó cũng bám khá là tốt, và gọi như là cái sắc tố màu của nó khi mà mình tán ra nó không bị quá đậm. Cho nên là khi mà mọi người phủ lại cái lớp kem nền lên trên á, thì thật sự là cái màu của cái này nó điều hòa được cái sắc tố của cái khuyết điểm, cũng như là nó không có bị lộ cái màu. Tại vì khi mà sử dụng cái bảng Catrice thì đánh cái màu xanh lên á, mình phải phủ kem nền lên rất là dày thì nó mới không thấy cái màu xanh đó, thì sẽ thấy nó là một cái điểm mà sẽ không thích. Thì cái này mọi người vẫn có thể make up rất là mỏng nhẹ, vừa có thể sử dụng những cái em này tốt. Vừa rồi là những sản phẩm có giá thành rẻ nhưng chất lượng lại cực kỳ tốt mà giờ gần đây sẽ tổng hợp được. Hy vọng là trong thời gian tới sẽ có thể tổng hợp được nhiều sản phẩm hay ho hơn để review cho mọi người. Mong là cái video này nó sẽ giúp ích được cho mọi người có một cái sự lựa chọn mà chúng ta vừa dùng được sản phẩm rất là tốt nhưng lại tiết kiệm ngân sách hơn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe channel của Vitamin Your Way nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye. 太苦满带着